Rồi, Dũng của Đất xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cu ế nha. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con bối siêu gù. Con này là bắt này được 4 tháng rồi, bắt trong Tết. Con này là bắt ở núi Đông Trường Sơn của tỉnh mình. Con này là con giọng đồng phe thố, có lúc là hụt lỡ, có lúc là một cục. Con này thì nước non rất là bài bản, vừa nuôi nó đã giống và thúc rồi. Có khi thúc tự, có khi thúc nó cũng có dặm 1, dặm 2 rồi. Con này đặc biệt ở ngôi là bắt một buổi sáng mới dính con cu này. Con này là tiếng tốt, vào trong là rất liếng, chuyền gù là liên tục nhận cu mồi mình cho trứng luôn. Đó, đấy là cái nó chơi con cu này. Riêng con cu này thì sau này nổi lên mà đào tạo lòng lé thì là nó chống cái độ gù trong nó là vô địch. Rồi đây là giờ mình sẽ sợ cái máy nha, để cố gắng mình quay kỹ. Đầu mặt con cu này là rất là liếng. Mó thì khô thét lại, nhọn thẳng. Chỉ quam là đẹp, đóng thẳng vào trong. Dàn cườm là không vú ót, cắt ngang vào gáy. Dàn cườm rất là tuyệt vời. Anh em thấy không? Ở dưới nó kiêng một hàng cườm lửa trái đều xuống bờ vai. Long vi đây là nó cũng còn hơi thiếu vì lý do mình nó còn chưa đầy hết nha anh em. Còn hơi nhát. Mình thấy dàn cườm nữa không? Sạc lông là đen hộc dầu. Mình thấy dàn cườm đó. Dàn cườm này thì anh em biết nó gu nhiều ít thì anh em đánh giá. Con này thì to, dài, đóng một cái lưng là hở tôm xuống, đóng cái miệng là hở, lỗ mũi là phình nè. Chúng con chim này thì tiếng rất là tốt, đồng phe thố, chân thì to quặm. Đồng thì chân cho phải to chứ quặm lên nha anh em, hai bên là nhân điều. Sạc lông rất là bền bỉ. Ở trong con này nước rất là hay. Những con bổi này là đi núi rất là xe, từ mình lên trên đó là gần 100 mấy cây là mơ có những con chim như thế này nha anh em. Con này là chưa thấy rong rừng. Nếu con này mà mình nuôi cho nó thấy rong rừng thì con chim này nó quá là tuyệt vời. Đây là nó hơi nhát, mình không dám đứng gần nó, quay mình quay hơi xe này. Anh em cố gắng xem nè. Anh em thấy ba mình không? Mình bập túi nè không? Dàn cườm một con chim đứng lòng lẽ là đừng có nhíu ót nha anh em. Ở trong dàn cườm một con cu này thì nhìn rất là sang. Nhìn thấy không? Lòng vi nè. Sạc lông mà đen đen. Con này thì nay nó cũng hơi nhỏ là một tí nha anh em, lúc mới bắt là to như bắp chân rồi. Vừa nó chưa có lại chim lắm.
Rồi thôi mình nói bao nhiêu đó thôi. Rồi chào những anh em nào đang xem cái video của con bổi này của mình nha.